đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Toàn cảnh hành trình Hoa hậu Hờ Hen Nhê thám hiểm, chinh phục Hàng Sơn Đòn. Nhân dịp đầu năm mới Canh Tí 2020, Hoa hậu Hờ Hen Nhê gửi đến khán giả hàng loạt hình ảnh tham gia chuyến thám hiểm Hàng Sơn Đòn mà cô thực hiện trong những ngày cận Tết vừa qua. Chuyến đi được Hoa hậu Hờ Hen Nhê ấp ủ và trông chờ từ lâu, để lại cho cô nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Đoàn thám hiểm của Hoa hậu Hờ Hen Nhê gồm 35 người, trong đó có Hogwarts Limbert, trưởng đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, các thành viên của Ban Quản lý Vườn Quốc gia, công ty Osalis, nhân viên kiểm lâm, chuyên gia nước ngoài, hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh và một số bạn reporter. Hành trình thám hiểm có quãng đường hơn 20 km từ điểm xuất phát ở Bản Tròn đến Hàng Én, rồi tiếp tục chinh phục Hàng Sơn Đòn, kéo dài 4 ngày. Vốn thích khám phá và tìm hiểu nét đẹp văn hóa du lịch của Việt Nam, đặc biệt có niềm đam mê với những hoạt động đòi hỏi về thể lực. Chuyến đi được Hoa hậu Hờ Hen Nhê chuẩn bị đã lâu, bản thân cô cũng đã âm thầm rèn luyện thể lực, tập luyện để đảm bảo đủ sức khỏe trong những ngày thám hiểm. Tuy nhiên cô bật mí mình chỉ mang theo một ba lô gồm vài bộ quần áo, chủ yếu là đồ giữ ấm. Toàn bộ vật dụng cá nhân được Hoa hậu Hờ Hen Nhê sắm sửa ngay trong ngày bắt đầu hành trình vì cô để quên đồ đạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất may cô được một người dân địa phương hỗ trợ chở cô đi sắm gấp đồ dùng cá nhân để kịp với tiến độ di chuyển của cả đoàn. Chuyến thám hiểm không chỉ khám phá vẻ đẹp hang Sơn Đòn mà còn nhằm mục đích khảo sát tình hình mực nước của hang để chuẩn bị cho hoạt động mở cửa du lịch năm 2020. Được biết, mỗi năm hang chỉ mở đón khách từ tháng 1 đến tháng 8, vì từ tháng 8, tháng 9, nơi đây sẽ có những cơn lũ kéo về, nước dâng cao ngập khắp nơi. Điều này khiến toàn bộ hệ thống hang Sơn Đòn sẽ tạm ngừng khai thác du lịch để đảm bảo an toàn cho đến vào tầm khoảng tháng 1 của năm sau thì sẽ có một đoàn khảo sát lại toàn bộ hang động để kiểm tra sự tái tạo của hang và đảm bảo việc an toàn cho những chuyến đi sau đó. Từng có kinh nghiệm tham gia cuộc đua kỳ thú, nhưng Hoa hậu Hờ Hen Nhê phải thừa nhận thám hiểm hang Sơn Đòn đòi hỏi thể lực và sức khỏe hơn rất nhiều. Tuy là phụ nữ, nhưng khi tham gia chuyến thám hiểm, Hoa hậu Hờ Hen Nhê cho biết mình cũng giống như mọi người, phải chấp hành mọi quy định về an toàn khi thám hiểm, di chuyển theo sự hướng dẫn của các chuyên gia và chủ động bảo vệ bản thân, chứ không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những thành viên khác. Trong ngày đầu tiên, đoàn di chuyển từ Phong Nha đến cửa Hàng Én rồi hạ trại, nghỉ ngơi tại Hàng Én. Trước khung cảnh tuyệt đẹp của núi rừng hùng vĩ và vòm Hàng Én cao 90m, Hoa hậu Hờ Hen Nhê thích thú khám phá con suối bên trong hang. Cô chia sẻ, tuy ở Đắk Lắk cũng có những con suối trong xanh như thế này, nhưng cô cảm nhận được sự thoải mái, khỏe khoắn rất đặc biệt khi chạm tay vào dòng nước trong hang. Ngay lúc này đây, Hen thực sự cảm giác được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Hoa hậu Hờ Hen Nhê xúc động chia sẻ, cô còn nói vui rằng mình trở về năm 6-7 tuổi để nghịch nước và khám phá dòng suối. Trong những ngày tiếp theo của hành trình, đoàn bắt đầu vượt Hang Én để đến với Sơn Đòn. Từ đây, đoàn bắt đầu sử dụng đèn chuyên dụng, gắn tráng để di chuyển trong màn đêm. Quãng đường di chuyển phải vượt qua rất nhiều suối ngầm, dốc đá và vách núi. Khó khăn nhất là ngày thứ ba, đoàn phải vượt qua những con dốc đá trơn trượt và cao. Vì vậy, Hoa hậu Hờ Hen Nhê bị xuống sức rất nhanh, cô phải ép chặt người, nằm sát để bò qua. Dù vậy, khi đặt chân đến vườn địa đàng ở hố sụt thứ hai, một trong những điểm cực kỳ đẹp của hang Sơn Đòn, Hoa hậu Hờ Hen Nhê cho biết, cảm thấy mãn nguyện và mọi khó khăn qua đều biến mất hết. Cô cùng đoàn cũng đã thực hiện nhiều shot ảnh đẹp để quay hình tại đây. Nhắc về chuyến thám hiểm, Hoa hậu Hờ Hen Nhê kể lại một kỷ niệm hú hồn khi chinh phục bức tường Việt Nam trong ngày cuối cùng. Cụ thể, trong lúc đu dây bằng tay để leo hoàn thành bức tường này. Tuy rất cẩn thận, nhưng bề mặt của bức tường quá dốc và trơn, thế nên Hờ Hen Nhê đã trượt té và va đập vào đá. Ngay lập tức, các chuyên gia và các bạn kỹ thuật đã hỗ trợ cho cô. Cảm giác lúc ấy thật khủng khiếp, do bản thân đã sợ độ cao nên cú trượt chân khiến Hen rung bật bật, cũng như ra sức hết lực. Hen phải nghỉ một hồi lâu cho bình tĩnh để có thể tiếp tục vượt qua 60 mét còn lại. Kết thúc hành trình khám hiểm hang Sơn Đòn, Hoa hậu Hờ Hen Nhê chia tay các thành viên trong đoàn với rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt Hờ Hen Nhê cũng tự hào khi được đứng ở đỉnh của bức tường Việt Nam, cùng anh em trong đoàn vượt qua những thử thách khó khăn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Sơn Đòn. Trước kia cô chỉ biết đến Sơn Đòn thông qua các phương tiện truyền thông báo chí, nhưng bây giờ cô đã được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp ấy. Hờ Hen Nhê tâm sự,
Thật sự đây là một chuyến đi khiến Hen hạnh phúc khi bản thân được chạm vào hang động lớn nhất thế giới. Qua chuyến đi này, Hen có những trải nghiệm rất đặc biệt cho riêng mình và đồng thời Hen cũng muốn gửi đến thông điệp đến mọi người rằng nếu bạn yêu thích thiên nhiên, sự khám phá thì thử đặt chân một lần đến hang Sơn Đòn để cảm nhận sự hùng vĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho đất nước của chúng ta. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê cũng bật mí, trong những ngày thám hiểm, cô đã tranh thủ thực hiện bộ ảnh nghệ thuật trong trang phục AD và áo dài sẽ được công bố trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.